Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với kênh Bếp Việt Official. Và đây là món cơm cuộn với trái bơ các bạn. Ở đây mình cuộn cơm với trái bơ với rau củ và mình trang trí bằng một vài cái hoa làm từ lòng đỏ trứng gà. Và mình sẽ dùng kèm với nước tương pha một chút xíu mù tạt ha. Rất là thơm ngon và cái vị nồng của mù tạt xông lên mũi cùng với vị nước tương chấm một miếng cơm cuộn hay còn gọi là kimbap ha. Rất là hấp dẫn các bạn. Các bạn xem clip nếu mà thấy thích các bạn bấm giúp mình nút subscribe, like và share. Hoặc là có nhận xét góp ý gì các bạn vui lòng comment nhé. Mình cùng nhau giao lưu niềm vui nấu ăn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn chúc các bạn thành công với món cơm cuộn này nhé. Rồi xin chào mừng các bạn đến với kênh Bếp Việt Official. Ở tập trước sau khi mà mình chuẩn bị xong xuôi hết tất cả nguyên liệu cho món cơm cuộn, giờ mình sẽ bắt tay vào mình cuộn ha. Cái lá kim nó có hai lớp, một lớp bóng và một lớp nó hơi sần sùi nè, thì cái lớp này mình sẽ để bên trong nha. Rồi các bạn sẽ cho vào đây một ít cơm. Mình dùng tay đi nó mới đều các bạn, cơm khá là dẻo ha, mình dùng cơm dẻo, nấu cơm dẻo á thì mình cuộn cái cuộn cơm của mình nó mới chín và nó ngon ha. Mình rải một lớp thật mỏng cơm ở phần mép ngoài nè, các bạn ấn một xíu cơm cho nó mịn mịn ra xíu để mình giáp chút xíu, mình giáp mí nó dính lại. Cái cuộn này là cuộn đơn, cách cuộn này là đơn giản nhất nè. Mình cuộn cơm á, thấy cái cuộn nó nhỏ vậy á, chứ mà cơm nó rất là chặt các bạn, ăn no luôn á. Rồi mình dàn một lớp thật là mỏng cơm thôi, ít cơm thôi nha cả nhà. Mình ăn nhiều tinh bột quá thì cũng không có tốt cho sức khỏe. Rồi giờ mình đã có được một cái lớp cơm rồi ha. Rồi giờ mình sẽ cuộn với bơ. Bơ là chính cho nên mình sẽ cho bơ nhiều hơn. Ăn bơ rất có lợi cho sức khỏe cả nhà. Đây mình sẽ làm cơm cuộn với bơ nha. Rồi để hấp dẫn hơn thì mình sẽ cho thêm ớt chuông. Ớt chuông màu đỏ. Đây các bạn. Rồi một ít rau. Rồi mình sẽ cho kèm thêm một cái miếng thịt bò. Rồi giờ mình sẽ cuộn lại nha. Các bạn giữ mí chặt vậy nè, mình cuộn cho chặt vô. Đây là cách cuộn mà đơn giản nhất, dễ nhất đó các bạn. Rồi cái phần giáp mí dưới đây nè, mình cho một chút xíu cơm, mình đẩy ra miệng ra để khi mà mình làm nó sẽ dính vào trong cái phần cuộn cơm của mình nha. Rồi mình đã có được cái cuộn đầu tiên ha, mình để đây nha. Rồi đó là cách thứ nhất, một chút xíu mình sẽ cắt ra nha. Rồi mình sẽ cuộn cuộn thứ hai. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cuộn cơm thứ hai với một ít lòng đỏ, lòng đỏ trứng gà sau khi mà mình đã cắt mỏng ha. Một chút xíu mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách cắt lòng đỏ trứng gà này. Rồi các bạn cho ít cơm lên trên cái lá kim mình đã cắt nhỏ. Rồi giờ mình sẽ để cái miếng trứng lên ở trên đây nha. Đây các bạn, cái lá kim nó sẽ nhỏ hơn cái miếng trứng của mình. Rồi bây giờ mình sẽ cho lên đây một ít cái màu sắc cho nó đẹp. Rồi cho vào đây một ít ớt chuông mà mình cắt sợi nhỏ nhỏ đó. Rồi một ít dưa leo. Rồi một ít bắp cải tím. Rồi một ít lòng trắng ha. Rồi các bạn, đây sau đó mình sẽ cuộn lại nha. Các bạn giữ miếng chặt vậy nè, mình cuộn chặt lại.
Và cái cuộn cơm này nó rất là xinh xắn. Rồi đến đây ha, cái phần trứng nó sẽ dư ra, sau đó thì mình sẽ cắt đi một miếng phần trứng để cho cái phần đây cái phần lá kim nó dư ra vậy nè các bạn. Rồi mình miết vào đây một ít cơm. Rồi sau đó thì mình cuộn giáp mí lại. Đây các bạn, cưng chưa ha, xíu mình sẽ cắt nhỏ ra nha. Rồi mình giữ đây cho nó dính mí lại xíu, đừng bị xúc ra. Rồi mình sẽ để cái phần nào nó không có chặt là mình sẽ lấy ra ngoài. Rồi mình để sang bên nha. Rồi đây các bạn, cái miếng trứng mà nãy mình chiên xong rồi mình cắt vuông lại đó, cái phần vụn này mình không có bỏ, cái phần vụn mình sẽ dùng để mình cắt sợi đây nè. Xíu mình sẽ cuộn cách kiểu khác. Đây là cái miếng trứng ha, mình sẽ gấp lại vậy nè. Đây. Rồi sau đó thì mình dùng cái lưỡi dao á. Đây đó các bạn, cái dao này là mình ưng ý nhất nè, mình cưng nhất nè. Rồi mình sẽ dùng cái mũi dao mình cắt thật nhỏ, mình vừa cắt mình vừa giữ ha, giữ mép á. Bên đây hơi tụng tay. À, quay đây cho cả nhà cùng xem nha. Mình cắt một đường nhỏ vậy nè. Rồi lần lượt mình cắt hết cái miếng trứng này luôn nha. Rồi tương tự bên đây cũng vậy các bạn. Rồi mình sẽ để cái miếng trứng này sang một bên. Rồi tiếp theo mình sẽ dùng một cái lá kim để mình canh nha. Đây. Rồi mình sẽ để xuống đây ha. Có thể các bạn dùng cơm hoặc là các bạn không dùng cơm thì các bạn sẽ để cái trứng lên đây luôn nè. Cái cách này mình sẽ làm, mình không dùng cơm nha. Các bạn cắt cái lá kim vừa thôi, đừng có để nó dài quá hoặc là nó to quá. Rồi ha, sau đó thì mình sẽ để cái trứng của mình lên. Đây các bạn, đây các bạn. Rồi sau đó thì mình sẽ cuộn lại. Và để cho nó ngon hơn, hấp dẫn hơn thì mình sẽ cho vào đây một ít, đây các bạn, củ cải trắng mình ngâm chua, nó ăn nó sẽ đỡ ngán hơn ha. Rồi củ cải đỏ mình ngâm chua. Rồi mình sẽ cho thêm một nhánh bơ. Các bạn đo ha, mình làm vừa thôi nha. Ở ngắn ở bên trong cái phần đỏ thôi. Rồi giờ mình sẽ cuộn lại nha. Rồi sau đó thì mình dùng một chút xíu cơm mình để ở bên ngoài để mình giáp mí cái lá kim này lại, nó dính lại, nó không có bị xúc ra. Rồi xinh xắn chưa nè, mình có một cái bông hoa. Rồi các bạn, đó là những cái cách mà mình cuộn cơ bản nhất, mình cuộn cơm cuộn ha. Rồi giờ mình sẽ cắt ra nha. Đây các bạn, mình sẽ cắt cái phần như vậy. Rồi mình dựng lên, mình sẽ có một cái bông hoa ha. Đây các bạn, phần này là phần trứng và rau củ. Ở đây mình cũng sẽ có một cái cuộn khá là xinh xắn. Phần này cuộn của mình đây các bạn, nhìn rất là đẹp ha. Và mình có phần cơm, còn cuộn hồi nãy thì không có cơm. Rồi để ra dĩa nha. Các bạn có thể dùng kèm với tương ớt, tương cà hoặc là một ít sốt mayonnaise. Rồi phần này mình sẽ cắt mỏng nha. Các bạn nhớ cái dao của mình phải thật là bén ha. Mình nếu mà nó bị dính á, các bạn phủ qua một lớp nước hoặc là một lớp dầu ăn.
thì mình thích cuộn to hay là cuộn bé. Nếu mà cuộn nhỏ nhỏ thì mình vừa, còn nếu mà cuộn to thì nó hơi khó ăn xíu. Đây các bạn, cơm cuộn đầu tiên của mình với bơ nhìn rất là hấp dẫn luôn nè. Quan trọng là mình phải cuộn cái cuộn cơm cho chặt lại thì nè các bạn. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem clip của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo nhé.